Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Battle Baro tiếp nào. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh con cái tên lửa V2 của Đức các bạn. Lần trước là chúng ta bắn mấy con V1 lúc mà nó đang bay vô bầu trời Đức Anh rồi. Đúng rồi, là nó đang tấn công thành phố London. Còn lần này thì chúng ta sẽ tấn công mấy con V2 ngay từ chỗ bể phóng các bạn nha. Nói chung đây sẽ là một cái nhiệm vụ mà nó tương đối khó vì nó có tính thời gian nha. Mấy con này chỉ còn một quả bắn lên là coi như mình thua đó. Tại vì lúc trong trận này thì mình không có máy bay phản lực mà chỉ có mấy cái con máy bay này thôi. Và lưu ý là cái con này nó bay khá là chậm. Con này nhanh hơn nhưng mà nó cũng chỉ bay được có 510 thôi. Con này thì bay 500, trời ơi. Tốc độ bay vậy thì có chết tôi không. Rồi thôi, hy vọng là chúng ta vẫn thành công. Rồi, thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 1943 ở Na Uy các bạn. Rồi ok, chúng ta có 8 phút trước khi những quả tên lửa đã được phóng đi. Và coi nào. À, bay thấp xuống rồi các bạn. Cái con tàu thả đang bắn ấy. À đây, thấy rồi. Bắn 177 phát trúng 36 phát trúng tỷ lệ trúng 20%. Tên lửa bắn 3 quả trúng 1 quả. Tại vì nó chỉ tính nhưng mà các bạn bắn mà dạng như là tiêu diệt đối phương hoàn toàn, nếu mà bắn mà đối phương bị thương thì nó sẽ không tính. Nhưng mà điều đó không quan trọng các bạn. Dưới đó có tổng cộng 346 mục tiêu. Mình phá được 45 mục tiêu và tỷ lệ 13% thôi, cái đó cũng không quan trọng, miễn là sao hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Ráng đánh như nhiều kia mà tính thời gian mà. Rồi ok, màn này là màn chúng ta đánh cái xe cái khẩu pháo hạng nặng của quân đội Đức đó các bạn. Cái này là cái khẩu pháo gì nè, ở nòng nó cực lớn luôn, cái mà nó phải di chuyển trên xe lửa, được cái đường ray xe lửa nữa. Cái là ba hạ con này là một trong những mục tiêu quan trọng, mặc dù trên thực tế lịch sử thì người Đức đã tự động là tháo cái con này ra do là cái chi phí vận hành của nó quá cao.
mà sử dụng nó thì cũng có nhiều cái giới hạn chứ không hề không, nhưng mà đúng là cái khẩu pháo này nó trở thành mục tiêu lý tưởng cho không quân đồng minh nữa, cho nên đây cũng là một trong những lý do mà khiến cho khẩu pháo này nó bị tháo dỡ rồi nè. Con này nó bắn tầm bắn nó tới 48 km là các bạn, mà nó bắn một quả pháo này thôi là thấy mấy trọng trời luôn rồi. Và mình cũng chỉ có những chiếc máy bay này thôi, phải nói khổ ghê nơi vậy đó, máy bay xịn hầu như không có, toàn phải lái mấy con này không. Rồi ok, có gì dùng nấy, không có chê các bạn. Rồi đây là chúng ta đang chiến đấu ở Tây Ban Nha nha. Rồi đây nha, tính giờ chứ không tính đâu. Rồi nhưng mà có vẻ như là nó chưa game, nó cho chúng ta là nhiều đồ hơn các bạn, nó cho cái đạn mà chuyện của mình là được có 99 luôn, vậy thì cũng ổn. Nói chung là nó cho nhiều tài nguyên vậy đỡ khổ mình. Mình cũng chưa qua xuống thấp rồi, mình chắc bay cao. Con này bay cao không không quá. Rồi tốt, à nãy giờ mình không bay hết ga, hơi dở nha. À rồi ok, không trúng mục tiêu lắm. Mà hình như động cơ của nó khỏe hay động cơ của mình hay sao á. Chúng ta bắn 125 viên đạn trúng 24 viên, tỷ lệ trúng 19%, bom thì đánh 7 quả trúng 5, 71, tên lửa bắn 16 trúng 8, rồi 50. Nói chung là thôi cũng được, ba tỷ lệ này coi chơi, vấn đề là hoàn thành được nhiệm vụ. Rồi ok, bây giờ thì nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là đánh cái chiến hạm của Đức.
Hay đấy. Ô lần này chúng ta được chọn như máy bay khác rồi. Đây là máy bay chuyên đối bắn mục tiêu dưới biển luôn các bạn. À, mấy máy bay là không, này là không đối hải nè, nó không có tên lửa nhưng mà đổi lại là nó có ngư lôi. Để coi nào, mấy con này thì hình như là, à vậy là cái con đầu tiên này, cái con này của nước Anh thì nó có cái súng sau đuôi, còn mấy con khác là không có các bạn. Con này nó có tên lửa luôn và nó mang thêm 3 quả ngư lôi. Ồ con này hay đấy, để điều khiển thử rồi. Mấy mạng sau này tụi nó dễ, nó vui, các bạn chỉ cần vượt qua được cái mạng đó là không lực thôi. Cái này ở Na Uy 12 tháng 11 năm 1944. Ô mà này bay có đồng đội các bạn hai, bởi vì mình có mỗi một khẩu súng sau đuôi này thôi. Ồ cái con tàu lớn này của Đức là nó cũng có cung phạm nó đi yểm hộ đấy chứ không phải không có đâu. Rồi để coi con này nó bay được nhiêu. Ồ bay tương đối chậm, chắc là đi chở nặng. Với lại tên lửa của các loại máy bay hình như là cũng khác nhau nha các bạn, chứ không phải tên lửa nó giống nhau hoàn toàn đâu. Bơm như vậy cái như đó là khác nhau, mà ra du lịch không khác nhau luôn. Trời ơi, tàu xạ nó bắn ác chiến quá. Rồi, một cái lô cốt, hai cái lô cốt. Cái độ nhắm này cái cũng chính xác tương đối nha các bạn, chứ không phải lúc nào chúng tuyệt đối đâu. Để tránh ta bắn xa quá hay tên lửa nó hết năng lượng, nó tự động nó rớt. Rồi, cho nó quả tên lửa là xong. Ok, lô cốt của chúng ta mà này thì nó không có tính giờ, nhưng mà cái máy bay này nó không có lượng hết ga được, nó chỉ lượng được các bạn không, nó chỉ lượng qua từng tới giây thôi là hết rồi, nó không có lượng xa hơn được, dở cho đó. Mà này lấy được mấy con phản lực có bay thì lên cao vô cho mấy con chuồn chuồn, với nó không bắn được mình, nên đâu có ngờ mình chúc cái đầu mình xuống mình đánh thì nó hiệu quả hơn. Mà con này nó là mấy bạn cường kích thì kiểu này thì nó lại không chiến đấu không rồi, bắn thử còn hiệu quả hơn. À nó có hai súng máy rồi. Ôi, nguy hiểm. Rồi xong. Tiếp tục tiến hướng tới mục tiêu nè. Nó có sân bay phụ đây cho mình luôn nếu mình cần. Ở sân bay phụ mình thiết lập gần là chỗ của địch thế. Ông nào thiết kế này map này xem lại nha. Bắn xa quá vậy có hụt con đó không? Phải tới gần hơn xíu mới bắn tên lửa được. Đây bơm thì vẫn đủ, tại có xài đâu. Bị ngang. Rất. Như con kia nó đang lo nó dí được tội mình mà nó không dí mình. Đây đổ bằng lôi rớt đất hết rồi, trời ơi. Để mình nói mà mấy quả tên lửa thì tầm bắn nó ngắn lắm, đây là tên lửa thời thế chiến, nó không phải là tên lửa thời hiện đại để cho chúng ta dùng thoải mái được. Rồi đây, nếu đã vậy dùng như lôi sao nó chuyển dùng bom đánh luôn. Không sợ lôi nó đánh cho mấy quả là nó xong rồi. À coi nó thả bơm theo đôi các bạn ơi. Nó thả hai trái cùng lúc. Ồ ngon. Rồi tàu nó cháy liền. Ồ ghê, cũng ghê. Mình đánh giá hơi xa con này rồi. Ok, mình bắn 31 phát trúng 6 phát, tỷ lệ 18%. Bơm đánh 16, đánh 13 quả trúng 6 quả. Rồi cái bắn 16 quả trúng có 2 à, tại hai mấy quả kia nó rớt nước hết rồi. Ngư lôi 3 quả đánh trúng 3 luôn, rồi ngon tuyệt vời. Rồi cái này là hình như là chúng ta quýnh tới Berlin rồi các bạn, Berlin rồi. Vậy là ở đây là coi như màn này là kết thúc luôn á. Rồi chúng ta được chọn cái máy bay Mỹ nè, con B-39. À, rồi. À có phản được phép chọn phản lực luôn. Con này con nào mà lạ vậy? Rồi tốc độ bay chậm quá, con này cũng chả nhanh mấy. Lấy con phản lực này là ngon nhất theo quan điểm của mình là vậy, có phản lực thì nên chọn phản lực tại màn này, nhưng mà màn này hình như là nó đòi hỏi cái độ chính xác khi chúng ta đánh mục tiêu nữa, cho nên là phản lực nó bay nhanh quá thì đôi khi cũng bất lợi, nhưng mà không sao, chúng ta có thể bay lên cao để chúng ta chút cái đầu xuống, chúng ta bắn tên lửa thì nó sẽ hiệu quả.
Chỉ còn ví dụ như dùng con chuột chuồn này nhiều khi tới mấy đoạn cần giết, tại nếu mình nhớ không lầm là màn này là chúng ta có đánh với con đại bàng xanh của Đức, tức là mấy bàng phản lực hạng nặng của Đức á. Nhưng mà này là yểm trợ cho không quân phe ta phải, tại mình thấy có không quân phe mình còn có bay nhanh gần bằng quá trên lửa gần luôn thì đúng là đỉnh rồi. À đây là cái chính đây, từ từ để hạ bộ lại đó, mẹ quá mẹ lái không kịp. Ờ nó cũng có phản lực. One more down and smoke up the skies. Em đi để bắn nhầm cái bay của ta rồi. Rồi ngon rớt. À, chạy cái lồ cốt đó rồi. Không phản lực nó bay nhanh đâu, nhưng mà chỉ để chứng tỏ là quả tên lửa thời này nó bay cũng không được nhanh lắm. Nó nhanh hơn mình có một chút rồi, mình bay 890 nó bay chắc chịu cậu ngàn cùng. Tổng lực thì nó bay nhanh rồi, ta không cần tới cái kia chính đâu. À con đại bàng xanh đây, con đại bàng xanh đây. Con này nó bút hết tóc lên là mình bay không lại nó đâu. Con này nó phản lực nhưng mà nó do nó là hạng nặng cho nên là nó có súng nó vui nha. Victory rồi. Rồi ngon. Còn một chiếc nữa chung quý mình hạp chung quý à. Rồi cũng được. Rồi không mua cái gì thì nó bắn rác thế. Rồi mình không cần quan tâm với con kia. Rồi giờ nãy giờ đứa nào bắn anh? Nó là nó cái kiểu nước khá là, nhưng mà con này nó lạng rồi. Rớt vô đài ngay. Cái con kia nó đang lượng á. Trời, bay nhanh quá. Giỡn. Ê, mục tiêu chính, ưu tiên bắn mục tiêu chính. À rồi, tới cảnh này rồi. Giờ bắn mục tiêu dưới đất rồi. Đó, mình chút cái trên cao chút xuống nè. Bắn lực mình bay nhanh ra, không cần để tâm đến cái kia. Mà có điều đứt nó chơi cũng khôn, nó xoay, nó chôn tới cái chỗ này nhiều khi mình dễ bắn lọt ra ngoài lắm. Đó các bạn bắn, các bạn nhích cái hồng tâm lên chút. Cái tránh nó trúng vào mấy cái nhà ở dưới vị trên. Tại mấy cái chỗ đánh bơm khó lắm các bạn. Mày thì cho rớt luôn. Rồi chút cái đầu xuống nào. Bắn này trên cái góc này xuống thì không lên được. Chỉ là mỗi lần phải bắn được có quả thôi. Tại cái màn này nó dướng nhà nhiều quá, mình không có bắn được phun ngang được. Được được, nhóc lên nhìn nhìn. Thấp bay thấp quá không được. Không trúng mà tôi đất bắn rất khó. Đây quả này phải trúng. Bắn cái kho đạn đó rồi.
ra lúc này nguồn lực của Đức chả còn nhiều cả. Mà mình nhớ không lầm hình như là sau cái trận đánh này của đồng minh là không là quân Liên Xô nó tiến vào cái tim này. Này giống như là đồng minh nào anh giúp mở màn thôi. Con này hình như nó chở theo được hai tên lửa rồi bạn. Rồi xong. Chạy. Rồi. Tất cả bông ke đâu có à, nó là cái bông ke mình lại cứ tưởng lầm là nó là cái nó là cái kho đạn các bạn. Rồi, chiến thắng các bạn, chúng ta bắn 186 phát. Trúng 44 phát thì 23%. Ơ trái bom nãy vậy là mình đánh trúng à. Ơ thả bừa mà trúng. Tên lửa với lại bom mình đánh trúng rồi ngon. Máy bay tiêm kích của đối phương thì trúng hạ được 6 quả. Đây là 6 chiếc. Máy bay đánh bom hạng nặng của nó thì đánh hỏng luôn được có 3 chiếc. Rồi ok, mục tiêu dưới đất thì được 20% về mừng rồi. Rồi để coi. À đây là chúng ta chôm con đại bàng xanh của Đức mình ta xài luôn rồi nè. Và chúng ta phải hạ tất cả tàu thuyền của quân Đức lẫn cái con UBAT, tức là mấy con tàu ngầm của Đức. Hay chà, chơi luôn con đại bàng xanh này, mà con này khó lái lắm à, nó nặng chứ gì trơn á, nó còn nặng hơn cả con Boeing 17 nữa. Con này là ARE5551, tốc độ bay của nó cũng có 860 thôi, mà được cái nó rất là nặng, nó chở theo rất là nhiều vũ khí. Nó đối kho, nó đánh nó kiểu gì cũng được luôn, nó thải bom như là bom phải bắn bom hạng nặng, nó bắn tên lửa rồi nó có khả năng thả người lôi luôn. À, con này phải nói là quá đỉnh các bạn. Có điều nó nặng khó lái, thành ra chúng ta muốn chơi nó cũng hơi khó. Rồi đây mục tiêu nhiều ơi là nhiều. Đối với cái này là chúng ta đang bắn một tên di động nha, cái tàu của nó đang chạy chứ không phải là tàu nó đang đứng chỗ chúng ta bắn thôi. Các bạn thấy lệch đạn chưa? Mình nhắm trúng nó mà nó lệch á. Ở đây thằng lắp tiếp một cái tên rút vào quá, tên lửa nó bay tới thì nó còn đúng. Tên lửa này nó không có dí cái tên lửa nó chạy rồi. Đó các bạn thấy chúng ta lạng mà nó nặng ghê. Mà nó có cái thằng ngồi phía ngay phía sau mà nó ngồi ngay dưới cái độc trường hãng lực luôn, cứ tội ghê. Của Đức rồi. Congratulations, that was a large voyage. Mà mấy cái tàu này cũng yếu ghê, chúng có quả tên lửa là xong. Ừ, mấy cái tàu này không chỉ là nó yếu tới mức đó, mà đây là game mà. Thôi lượn luôn. Tại con này gần nó không đánh được. Chúng ta cũng dễ cắm đậu biển lắm. Bây giờ lựa ra xa quay lại bắn là tốt hơn. Mà mình không nghĩ là tàu ngầm nó đi mà nó lại hiện rõ lên gì đâu. Không có con nào nó lại trồi lên như vậy cả. Tàu ngầm nó đi là nó sẽ cố gắng nó lặn dưới biển để tránh bị phát hiện. Nhất là khi mà phát hiện không quân đối phương giống vậy. Lôi cũng được mà thôi, để dùng tên lửa thì chẳng dễ. Còn đây nó cũng đang di chuyển luôn, lôi này cũng không có ý được. Rồi xong, toàn bộ khu trục phạm của nó bị đánh chìm rồi các bạn. Mà khu trục phạm này mình thấy bèo bèo sao á, tại vì khu trục phạm này nó không giỏi lắm. Mấy con khu trục phạm này nó chỉ có bắn được có đúng một cái, nó có đúng một khẩu súng hồn không thì hơi dở. Rồi ok, thắng rồi các bạn. Ông này được về nước rồi, được hôn người yêu rồi, tên là người yêu này tên là Mary. Và ông được uống bia trong cái cốc thủy tinh. Chiến tranh kết thúc. Tôi là tốc độ tối đa của nó lên nó nhiều.
nhiêu đó thôi, nhưng mà tầm bay của nó cao với lại nó có thể nâng tốc độ nó lên theo cách khác nữa. Dạ nó boost tốc độ thì mấy con kia chỉ có bay sau lưng nó thôi. Rồi ok, chúng ta bắn tổng cộng là 8 quả tên lửa, trúng 7 quả, tại nãy có 1 quả đầu mình đi lệch. Nó có cái mấy con tiêm kích nha, nhưng mà cái này mình hạ nhanh quá mấy con tiêm kích không kịp ra tay. Rồi mình thắng luôn rồi các bạn. Mình đã kết thúc rồi trận này vào ngày 10 tây tháng 5. Tức là chúng ta dẹp được những cái tàn dư còn lại của Fascist Đức, giờ chúng ta thắng rồi. Bây giờ các bạn muốn chơi lại các bạn cứ bấm vô đây các bạn chơi lại. Game này nó cũng không có nhiều màn lắm. Đó, nó chỉ có nhiều đây màn cho các bạn chơi thôi, nhưng mà nhìn chung thì khá là hay. Ngoài ra thì bây giờ các bạn có thể, khi mà các bạn chơi lại thì các bạn có thể chọn bất cứ cái máy bay nào mà các bạn muốn. Ví dụ như màn đánh cái con này á, thì bây giờ mình có thể mình sẽ chọn một cái loại máy bay khác. Rồi bây giờ máy bay quá trời cho các bạn lựa nè. Đó, nó có con này của không quân Mỹ nè. Rồi con này nãy chúng ta thấy rồi đúng không, con này cũng vậy. Con này nãy mình chưa có dịp lái nó nữa nè. Con này thì là con, các bạn thấy rồi. Đây là cái con, con này không phải là V1 mà nó là con 103R của Đức. Nó không có gì hết, nó chỉ có súng máy thôi. Con này thì chúng ta chơm được của Đức nè. Đây con này bằng xanh đây. Đây là con Heineken cây 111 của Đức. Con này thì chúng ta thấy rồi. Con này chúng ta cũng thấy rồi, bắn nó lúc mà nó chúng ta bay qua biển Măng Sơ á. Con này của Đức thì hình như là con đánh bơ cường kích. Con này cũng khá là kinh. Con này nó mang được tới 100 trái bom, 50 quả rocket các bạn. Con này cũng tương tự toàn máy bay ghi gốm không. Con này là con hai nòng. Con này như chúng ta gặp nó từ ngay đầu, lúc đầu thì phải, mình nếu không lầm là vậy. Con này là con tiêm kích phổ biến của Đức nè các bạn. Con này cái thiết kế của nó hơi nhóc lên tí. Con này thì chúng ta biết rồi nè. Bom 17 biết rồi. Đây nói chung là hầu như là ở đây là giờ chúng ta được phép lái máy bay của Đức luôn nếu các bạn muốn. Con này nãy chúng ta mới dùng xong nên nãy mấy con tàu lao ban đầu nè. Rồi ok, giờ có dịp rồi tại sao chúng ta không dùng thử con Heineken cây 111 nhỉ. Con này à, nó đâu mà tiêu. À đây Heineken cây 111 là 200 quả bom tha hồ đánh. Đây mình làm lại màn này một lần nữa ha. Lấy mấy bài của Đức mà đánh Đức buồn ghê chứ. Rồi xong. Giờ chúng ta chỉ đưa cái máy bay lên cao thôi. Bay cao nhất có thể các bạn. Hoặc là chúng ta cũng không cần bay cao nhất có thể, lên chỉ 3.000 mét thôi được rồi. Rồi đây hạ xuống dần. Kia nó còn bay được 600 hoặc là bèo nhất là cũng 500, tại mình nặng mà mình chở nặng nó mới như vậy. Mà nãy giờ hình như mình chưa thấy tiên kích của đối phương nha. À nó sắp tới rồi kìa, mệt quá thì để cho con này nó lo. À quên mình nói là cái này nó tự động nó hạ độ cao của mình. À nó cũng bay cao ghê chứ. Đùa với anh mà được. Rồi hồi nó quay lại thì mình chơi sao. Mình để cái kiến này luôn, mình nhìn luôn, mình không có tắt. Còn mình bay tới đâu mình để mình bay thẳng góc lại với cái tàu này đó, chứ thôi hồi mình thả bơm lệch nữa. Đánh cái tàu này thường người ta dùng máy bay cường kích hoặc là tiêm kích nó đánh bơm cũng được. Nhưng mà chơi dùng máy bay nó vừa hạng nặng mà rải thảm lên cái tàu này thì đúng là chỉ có mình phải làm thôi. Tại đơn giản tỷ lệ trượt của nó cao quá mà.
tàu này nó cũng có khả năng phòng không, chứ đùa đâu. Hay à, con tàu nó bắn nghe ghê đó, không ai đã còn bắn được không, nó bắn trúng mình thấy mấy cục trời rồi. Lần tới nói thì chúng ta sẽ giảm tốc độ lại, mình chúng ta cắt bơm. Rồi các bạn sẽ hiểu cảm giác khi mà chúng ta cắt bơm cái chiếc máy bay này như thế nào. Đợi chứ là chúng ta cắt bơm một con Boeing 7, chúng ta đánh dưới là công trình đứng yên, đánh cái tàu. Rồi đây giảm tốc độ lại, từ đó nó đang bị giảm tốc cho chiếc bay, cái máy bơm nó rớt trên cao xuống các bạn không, nó cũng chịu theo cái lực nó cái gì ta, quán tính của cái máy bay á, thành ra là nó sẽ rớt. Rồi đây, đây là nãy khi mà mình giảm tốc độ thì cái ống ném nó cũng lùi lại. Hay quá, đúng rồi. Rồi đây, nâng nằm lên trước để con trên trên cao nó nằm xuống hơn. Có hai quả rớt nước. Đó, các bạn thấy phê chưa? Để coi nào, bắn 31 phát, trúng 7 phát. Mình hạ được hai con tiêm kích của đối phương cho tổng số 4 chiếc. Bom ném 35 quả, trúng 17 quả. Vậy là có những quả dạng như nó bị lệch ra ngoài á, mình thả hay là đường thẳng. Nhưng mà dạng gió thổi có con rớt bên trái rớt bên phải rồi đủ thứ. Rồi xong, nói chung vậy là được rồi, chả có gì cả. À, rồi ok đấy. Chợ này diễn ra là hàng ngày 12 tháng 11 năm 1944 các bạn. Con trận này là ngày 10 tháng 5. Chợ này là ngày 29 tháng 4. À không, có Liên Xô tiến vào ngày 30 tháng 4. À không, không, ý là trước đó rồi, 30 tháng 4 là chúng ta hạ cái cờ của Đức trên cái nóc nhà Quốc hội Đức thôi. Cái này trận này là diễn ra vào ngày Chủ nhật ngày 29 tháng 4. Chợ này là ngày 26 tháng 9 năm 1944. Chợ này là 23 tháng 11 năm 1943. Trận này là 10 tháng 9 năm 1942, là 18 tháng 7. Ồ, vậy là đồng minh chế là cái máy bay phản lực này cũng hơi bị nhanh đấy. Tại vì tính từ ngày mà nó đem về được, từ ngày 18 tháng 7 thì tới 10 tháng 9 là chế ra được rồi. Sức mạnh công nghiệp đồng minh kinh thiệt, Mỹ mà các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Nói chung là trò chơi này đến đây là kết thúc. Nói chung là nó chỉ có nhiêu đó màn chơi thôi, các bạn có thể thấy nè. Thì đó, thành ra là mình kết thúc nó trong việc trong 4 tập, thì chuyện đó cũng khó tránh. Rồi gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha. Bye bye.